Xin chào mọi người, hôm nay tôi xin giới thiệu một loài cua quen mà là sống trên đồi cát ven biển miền Trung. Nói đến loài cua cũng như muôn loài khác là rất đa dạng chủng loài, ngay trong nước ta cũng khó mà kể ra hết các loài. Tuy nhiên có một loài khá phổ biến lại ít người biết đến, thậm chí không có tên phổ thông về loài cua này. Đây là loài cua tạm gọi là cua cát, dân địa phương gọi là con da, là loài cua khá phổ biến sống ven biển trên đồi cát miền Trung. Loài cua cát vốn có từ khai sinh lập địa trước các con người, chỉ có người dân bản địa ở đây mới biết đến loài cua này. Đặc biệt nổi bật của nó có vỏ ngoài có màu trắng như loài cảm biến, nên dễ nhầm nó với cảm biến. Hầu hết các loài cua đều sống gần với nước hoặc trong môi trường nước. Loài cua cát này thì không, nó xa lạ với nước, đào hang trên cồn cát ven biển miền Trung để sống. Sự phân bố của loài cua này có ranh giới khá rõ ràng. Bờ cát trắng tiếp giáp với biển khoảng 100 mét, đây chính là khu vực của loài tòng biến và giả tràng. Loài cua cát không có ở đây mà chỉ sống từ khoảng 100 mét trở vào, nơi đây là cồn cát cùng các loài cây cỏ. Mới là lãnh địa của loài cua cát này, chúng đào hang để sống, có thể do ranh giới quá gần gũi với loài cồn biển và loài cua cát này nên con người dễ nhầm lẫn, tưởng cũng là loài cồn biển nên không hề có tên phổ thông loài cua này. Biệt giữa loài cầm biển và loài cua cát về hình dáng, cầm biển lớn, chân dài và gầy gọc hơn, cua cát nhỏ có vẻ tròn trịa hơn, cầm thì thường chạy ra lần xuống nước biển, cua cát không bao giờ chạy ra nước biển. Hai loài này cùng có vỏ ngoài trắng khá giống nhau. Có một điều, cua cát chỉ phân bố sống tiếp giáp với bờ biển trở vào vùng đồi cát khoảng hơn 100 mét, chứ không thấy ở sâu vào trong vùng đồi cát. Điều này khó để mà giải thích vì sao chúng chỉ sống ven bờ biển trong phạm vi nhất định. Cua cát thường nằm trong hang, chúng tự đào đổ sâu khoảng 1 mét trở lại, chỉ ra khỏi hang vào ban đêm để kiếm ăn và giao tiếp đồng loài. Khi thấy đồng là chúng chạy ngay vào hang để trốn tránh. Thức ăn của loài cua cát này chưa xác định rõ, có thể chúng ăn các loài cây cỏ. Ngày xưa, thời còn đói kém, người dân vẫn bắt loài cua này để ăn tuy không nhiều, bằng cách đào hang bắt về làm các loại thức ăn, có thể làm mắm ruốc, nhưng không phổ biến lắm. Thường dùng nhất là thời trẻ chăn trâu cắt cỏ, bắt loại cua cát này đốt lửa lên nướng ăn, hay cặp với lá non cây mua ăn cũng tạm được. Đến thời nay thì không ai còn để ý đến loài cua cát này nó sinh tồn ra sao nữa. Cua cát là loài phân bố có giới hạn trên đồi cát ven biển miền Trung, chỉ người dân bản địa biết đến. Tuy nhiên, đặc điểm sinh thái của loài cua này còn khá bí ẩn bởi chưa được nghiên cứu đầy đủ. Đây là loài cua khá là khác biệt, sống trên vùng đồi cát không hề tiếp xúc với bất cứ nguồn nước nào. Đây là sự thể hiện đặc tính đặc trưng của loài cua này.
Xin cảm ơn mọi người đã xem video này và giới thiệu cho mọi người quan tâm cùng xem.